Theo báo cáo kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2023 do Tổng cục Thống kê vừa công bố, thu nhập bình quân một người một tháng theo giá hiện hành tại tỉnh Hưng Yên đạt 5,29 triệu đồng, xếp thứ 13 cả nước. Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, thu nhập bình quân một người một tháng năm 2023 của cả nước theo giá hiện hành đạt 4,96 triệu đồng, tăng 6,2% so với năm 2022. Với 5,29 triệu đồng, thu nhập bình quân theo đầu người của tỉnh Hưng Yên năm 2023 xếp thứ 8 khu vực đồng bằng sông Hồng và xếp thứ 13 toàn quốc. Con số này cao hơn mức 4,75 triệu đồng năm 2022, tăng trên 11%. Tại Hưng Yên, trong 5 nhóm thu nhập, cao nhất là 10,73 triệu đồng và thấp nhất là 1,99 triệu đồng. Mức chênh lệch là 5,4 lần, thấp hơn so với mức chênh lệch trung bình 7,5 lần của cả nước. Trong cơ cấu thu nhập của Hưng Yên, các khoản thu từ tiền công, tiền lương chiếm 48,9%, thấp hơn mức trung bình 55% của cả nước. Tuy nhiên, tỷ trọng thu từ hoạt động tự làm nông nghiệp và nhất là công nghiệp, thương nghiệp ở mức cao hơn so với nhiều tỉnh, thành phố khác. Những con số này cho thấy tính năng động của người dân Hưng Yên trong việc tự tạo ra thu nhập cho bản thân và gia đình.